Đồ chơi Sài Thành xin chào các bác. Hôm nay chúng em rất hân hạnh được giới thiệu và giao lưu tới các bác hai chiếc đồng hồ tạ cây nhập nguyên chiếc từ Mỹ. Đó, chứ mình nhỏ các bác là hai chiếc đồng hồ được nhập nguyên chiếc tại Mỹ với một cái tầm giá tầm trung rất là phù hợp cho các bác mới vào nghề hoặc là các bác sưu tầm thêm. Đó, cho nhỏ các bác là hai chiếc đồng hồ mà âm thanh tuyệt vời hay. Em xin để từ xa để các bác chiêm ngưỡng hai chiếc đồng hồ này, sau đó em đi gần và chiêm ngưỡng xong em test chuông để chúng ta cùng thưởng âm. Rồi, bên tay phải các bác là một chiếc Bentley rất đẹp phải không ạ? Đây ạ, Bentley rất đẹp, 12 gông, 12 búa, chơi ba bản nhạc rất tuyệt vời. Đó, với chiếc này em để em chiều cao đo được là 2m5 và bề ngang 54, em giao đi các bác 27 triệu. Rồi, em sang luôn chiếc bên này, em để mã số 20 với một chiều cao là 2m98, bề ngang 52,5 và giá giao lưu với bác là 19.500. Chiếc này là hãng rất nổi tiếng, đó là hãng Hofmüller. Chiếc này thì 8 gông 8 búa. Rồi, đấy em xin đi lại xa để các bác chiêm ngưỡng tiếp cái đồng hồ. Đương nhiên rồi, quả nắc hình cây đàn rất tuyệt vời. Đây, em xin mở chiếc đồng hồ này ra để các bác chiêm ngưỡng. Chiếc Bentley này thì số là số vàng, số quốc tế trên một nền vàng. Bốn góc là điểm bốn gọi là thần thời gian để tôi nhìn vào cái trục chính, cái kim rất đẹp. Và bên trên là con đèn chanh sao. Đấy ạ. Đấy. Quán lắc. Ba quả tạ còn rất là mới, mặc dù được sản xuất vào những năm 1970. Quán lắc hình cây đàn. Đây ạ. Rất tuyệt vời. Đây, ba cái khuy bản đề đặc trưng Mỹ rất là chắc chắn, rất tuyệt vời, nẹp kính còn nguyên zin, nẹp kính nguyên zin. Rồi bên trên người ta tả là hai bàn tay ôm chén tình yêu rất đẹp, biểu trưng cho một sức mạnh tình yêu trường tồn cũng như thời gian trường tồn. Đấy ạ, rất đẹp phải không ạ? Rồi đương nhiên rồi, chiếc này thì gỗ được vỏ được làm hoàn toàn bằng ốc chó, rất là chắc chắn. Bên trên này người ta còn đi khảm mấy cái lu trang trí họa tiết rất đẹp. Đây ạ, em nóng lại em soi tổng thể. Đây, hai bên là hai cái trụ chạy suốt từ trên xuống dưới đáy, đế đế rất là vững chãi và chắc chắn. Đây ạ, đế cũng được điểm nu rất đẹp phải không ạ? Đấy, rất đẹp, rất tuyệt vời. Rồi em xin test tinh chuông luôn. Đây, em đang ở bàn quét này, bàn đặc trưng của đồng hồ này. Rồi, nó hơi tối, em lấy cái đèn pin em soi để cho bác thấy rõ hơn. Rồi em để 30 phút. Em xin điểm tiếp 45 phút. Các bác thấy không? Âm thanh rất là tuyệt vời. Rồi em xin đóng chiếc đồng hồ lại. Em xin sang bên chiếc là Hofmüller, một thương hiệu rất là nổi tiếng. Rồi chiếc này là 8 gông 8 búa, chơi bản nhạc. Em điểm tiếng chuông luôn, cứ bắt thưởng âm. Thank you.
Rồi, chốt mưa nơi này thì được làm theo kích thước cua tích và vỏ thì được làm bằng gỗ sồi tự nhiên các bác ạ. Rất tuyệt vời. Đó. Rồi, em xin lại từ xa để bác chiếm những tổng thể hai chiếc đồng hồ này. Rất đẹp. Rồi, đó, chiếc banner bên tay phải các bác là vỏ gỗ thì được làm bằng gỗ ốc chó, còn bên tay trái bên nhỏ các bác là bằng vỏ được làm bằng gỗ sồi tự nhiên, rất tuyệt vời. Và cả hai đồng hồ này đều là chúng ta cơ chế hoạt động cơ tương đương 1 tuần, chúng ta phải đánh xích 1 lần. Đó, đánh xích 1 lần, rất tuyệt vời không ạ? Rồi, Sài Thành xin chân thành cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi clip của bên em. Xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo.